Thank you.
ta cùng chảy lên để lạy Chúa. Trong tình yêu và bình an của Chúa Kitô phục sinh, Giáo xứ Liên Thánh Bắc Trạch chúng con hân hoan chào mừng quý đấng bậc và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã về hành hương và thăm công tuần châu lớn Giáo xứ Liên Thánh Bắc Trạch năm 2022. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ, quý ban hội đồng giáo xứ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Ngày hôm nay, Chúa Nhật thứ hai phục sinh, cùng với toàn thể giáo hội hoàn vũ, giáo phận Thái Bình long trọng mừng đại lễ kính lòng Chúa thương xót tại trung tâm hành hương đền thánh lòng Chúa thương xót Bắc Trạch.